khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Đây là khung cảnh của Bệnh viện Việt Đức ngày mùng 10, ngày mùng 10 âm lịch tháng 1 đấy. Hôm nay mình phải vào viện để kiểm tra lại cái vết thương của mình. Cái vết thương mà mình đã từng mổ 2 lần, những năm 2019 và năm 2020. Nhưng đợt vừa rồi là có đi lái xe rất là nhiều, nên là vết thương chắc là tái phát lại. Đợt này thì mình thấy là nó tái phát và nó biểu hiện rõ ra cái bề mặt của cái vết thương mà mình đã mổ. Nó như kiểu một cái mụn ấy, nó tạo ra cái dịch ở bên trong đấy. Và mình nghĩ rằng là trước Tết thì mình đi lại lái xe quá nhiều nên là ngồi quá nhiều. Và thứ hai nữa là mình cũng có uống rượu, giao lưu với những người bán đất rồi những người làm các cái dịch vụ rồi ở địa phương. Là mình cũng đã, mình cứ tưởng là nó nhẹ thôi, nhưng mà càng ngày thì mình cảm thấy càng không ok. Nên là mình nay mình đến khám và quay trở lại những nơi mà mình trước đây mình đã mổ, đó là Bệnh viện Việt Đức. Thì rất là may mắn mình có một cái người bạn của mình cùng học với mình là bác sĩ chuyên về ngoại khoa và chuyên mổ trẻ đấy. Bây giờ bác sĩ ra chuyển thành, cũng đã từng làm và học giáo sư ở đây, và bây giờ chuyển ra để mở phòng phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Thì bác sĩ cũng đã hỗ trợ cho mình để mình làm thủ tục rất là nhanh và gọi điện thẳng cho giáo sư, nó là phó giáo sư tiến sĩ ở cái khoa hậu môn trực. Sau khi được hướng dẫn ấy, mình nên thẳng trên phòng khám và mình có số điện thoại của giáo sư, mình điện trực tiếp cho giáo sư. Thì giáo sư đang mổ, giáo sư nói rằng là cứ về phòng chờ khoảng nửa tiếng nữa, 15 phút nửa tiếng nữa giáo sư mổ xong giáo sư sẽ ra. Và mình đặt vấn đề trước được như thế thì cái chị ở cái phòng khám ấy thì chị cũng nói rõ là nếu mà hẹn được bác sĩ thì sẽ ghi luôn vào cái phiếu yêu cầu để bác sĩ giáo sư khám cho và xuống đây nộp tiền. Nộp tiền, vẫn xuống làm các cái thủ tục nộp tiền đặt cọc và làm cái phiếu yêu khí và cái phiếu yêu cầu như bình thường. Đây thì mình vừa đặt cọc 5 triệu đồng để gọi là nếu mà có các cái chi phí gì thì cứ chủ động làm và không phải đi nộp tiền lặt vặt nữa. Thì đây cũng là một cái cách làm, và mai kia là các chi phí như nào ấy thì sẽ được trừ. Đấy, sẽ được trừ đi với cái tiền đặt cọc này, còn dư thì mình lấy tiền về. Bệnh viện Việt Đức thì luôn luôn là nơi rất là đông, đúng không? Chúng ta có thể thấy rất là đông. Nhưng mà ở cái khoa đây, mình đi lên trên khoa cho các bạn xem. Khoa này thì cũng không quá là đông đúc, nhưng mà nói tóm lại là bệnh viện thì luôn luôn đông đúc, đúng không? Đây, trên khoa này là mình ngày trưa mình cũng nằm ở đây nửa tháng rồi. Bây giờ quay lại chắc phải cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi quay lại nơi đây. Mùa lạnh rét như này, ngày trước mình làm cũng giờ đấy là làm vào mùa hè hay sao ấy. Nhưng mà đợt này rét nên cũng hơi ngại. Hơi ngại. Đây là cái phòng số 3 này, phòng khám trực tràng tầng sinh môn. Khung cảnh xung quanh đây. Mọi người đang chờ đợi rất là đông. Trong thời gian chờ đợi thì đi lòng vòng một tí. Đi lòng vòng xem không khí như thế nào. Và tóm lại là khá là đông. Đây là căng tin. Ở đây bây giờ nó có cả căng tin ở trên này rồi. Ở trên đây là cả một cái tầng 2, là một cái tầng là chuyên khám bệnh theo yêu cầu. Đầu năm hôm nay là ngày vía thần tài. Mình cũng định sáng nay dậy là đi mua vàng đây, nhưng mà cuối cùng lại phải vào bệnh viện. Tí nữa chắc là dặn vợ về để đi mua vàng. Các mình nhiều khả năng là chắc chắn nó sẽ phải phẫu thuật và làm lại ở đây. Chắc là nhanh thì vài ngày và chậm thì mình nghĩ phải đôi tuần đấy. Mình đã từng mổ 2 lần rồi nên mình rất hiểu.
rất hiểu cái đây, ngày xưa mình nằm ở cái phòng này, nhưng bây giờ người ta đã cải biến rồi. Đây cái phòng 203B này, ngày xưa mình nằm ở đây, bây giờ người ta đã cải tạo rồi. Và đây là cái phòng mổ này. Đấy, phòng mổ đây. Phòng ngày xưa mình vào đây mình mổ đây. Nói chung là cảm giác mổ cái áp xe hậu môn mà cái trường hợp như của mình ngày trước ấy, nó là áp xe hậu môn của cái dạng móng ngựa nên nó rất là phức tạp. Đấy, cái bệnh này thì thực tế ra này nó tự phát nội sinh ra trong con người của chúng ta. Nó không có yếu tố gì, nhưng mà đối với bản thân mình thì sau mỗi lần mình uống rượu, sau mỗi lần mình uống rượu ấy thì về là bị, cứ uống rượu nhiều là bị. Dẫn đến là mình bây giờ mình phải bỏ nghề và hạn chế uống rượu, nhưng mà vẫn thỉnh thoảng trong một số trường hợp kiểu khi sức khỏe của mình ổn định rồi, mình lại quên cái việc đấy đi và uống rượu vào thấy ngọt mồm. Tuy nhiên là mình không uống nhiều như ngày xưa nữa, uống cũng rất hạn chế rồi, nhưng mà vẫn bị. Không nhiều như ngày xưa nhưng vẫn bị. Đấy, thì bây giờ là trong cái thời gian trước Tết này đi giao lưu mua bán đất với mọi người thì cũng có uống, nhưng mà nhiều nhất thì mình chỉ uống khoảng độ 1-2 chục chén thôi, mà rượu thuần cũng rượu rất là êm, rất là ngon. Thế mà về cái là bị ngay. Đến đợt này thì mình hy vọng rằng nó nhẹ nhàng thôi. Hy vọng là nhẹ nhàng. Rồi, thì qua cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là chúng ta uống rượu ít thôi. Uống rượu ít và luôn đảm bảo vấn đề sức khỏe cho mình. Khi có bệnh thì chúng ta nên kiêng, còn nếu không kiêng thì nó tái phát lại thì lại phải đi vào viện. Thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là tốn tiền, và đương nhiên cứ mổ xẻ, cứ động chạm đến sức khỏe của chúng ta thì nó sẽ bị hại sức khỏe, tổn hại sức khỏe. Mình đang luyện tập để chạy giải 42 km ở Côn Đảo ngày 28 tháng 3, còn khoảng 44 ngày nữa thôi. Thế mà bây giờ lại bị như thế này thì dẫn đến là không biết rằng là liệu có đảm bảo được cái việc tham gia cái giải chạy không. Đăng ký rồi, chuyển tiền rồi. Và hôm qua thì mình còn định chuyển tiền mua vé máy bay là 10 mấy triệu ấy. Đấy, vé máy bay vào Côn Đảo lần này khá là đắt, bởi vì là nó có giải chạy mà số lượng máy bay nó cũng có hạn, nên mọi người đăng ký thì chắc chắn ra Côn Đảo phải đi máy bay, thì không còn phương án nào khác nữa. Cũng có khả năng đi tàu được, nhưng mà thời gian nó mất, rất là mất thời gian. Đấy, thì mình làm cái video này mình cũng muốn nói với các bạn là như thế. Hình như bác sĩ giáo sư về đây rồi. Đấy, thì chia sẻ cho các bạn những cái câu chuyện mà mình phải gặp phải, nên các bạn cũng dựa vào cái bài học những cái video này để các bạn rút ra kinh nghiệm cho các bạn, tránh cái việc mà chúng ta phải vào bệnh viện vì những cái việc giao lưu uống rượu uống chè mà tổn hại sức khỏe nhé. Rồi, ok, chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.